tiểu tục nữ, tiểu tục nữ, tiểu tục nữ. Như tầm mắt sao sao nhỉ? Tiểu tục nữ cô thế nào rồi? Thái hậu, ở trên xe chuyển. Thái hậu, nhi thần xin cáo lui. Ai xí, chỉ nhi nghĩ khởi giá. Dừng. Hoàng thượng chỉ giá. Khởi giá. Thanh Tư, chị có sao không? Chẳng phải tôi đang nhảy múa trước mặt hoàng thượng sao? Sao tôi lại ở đây chứ? Tôi ngất xỉu ngay trong thái hậu. Thái y đã đến xem cho tỷ rồi. Tỷ phải nằm nghỉ vài ngày trên giường, nếu không sẽ lại ngất xỉu nữa. Muội nói cái gì? Tôi ngất xỉu ngay trước mặt hoàng thượng. Để khoan dội đã, nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính sao. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Nè, đây là thuốc mà thái y kê toa. Để uống đi. Tôi muốn uống cái gì chứ? Thì bằng chết đi cho xong. Nói bậy bà. Nếu như tỷ chết đi, cha mẹ tỷ thế nào? Đúng đó. Còn kiếm còn ham sống. Đừng bao giờ suy nghĩ bậy bạ như vậy. Mà uống thuốc trước đi, chờ khi khỏe lại, chuyện sau này chúng ta hãy từ từ mà tính. Nào, nghe lời đi. Tỷ giảng phúc. Mời mời miễn lễ. Tỷ à, mời nghe nói tỷ cố tình bày tiệc mời hoàng phi. Thật là khó lòng. Nhưng mời mời nghe nói tiểu tục nữ đó lúc biểu diễn trong bữa tiệc đã ngất xỉu, làm hoàng phi không vui. Có chuyện này không? Đích thật là có chuyện này. Là do tiểu tục nữ tập múa đã mệt mỏi quá độ cho nên mới có chuyện sơ suất này. Nhưng mà cũng may, chẳng có gì lớn đâu. So với khi muội muội bài tiệc đã chết mất hai ba người thì quả thật không thể sánh nổi. Chắc lần trước muội muội bị làm kinh sợ lắm phải không? Tỷ, muội muội cũng đã tiến cung nhiều năm, những chuyện như vậy từng chứng kiến rất nhiều, có gì phải sợ chứ? Vậy cũng đúng. Sau này mọi người có tiếng rất nghiêm khắc, chết vài ba người thì có gì đâu, đúng không? Tỷ tỷ nói cái gì vậy? Mọi người đây tỷ còn không hiểu mà. Mọi người đây luôn ăn nói thẳng thắn trong ngoài như một, không giống tỷ tỷ gương mặt nhân từ ai ai cũng thích, đúng không? Nếu không, năm xưa tiên đế cũng sẽ không có lập tỷ tỷ làm hậu, mỗi mỗi làm phi. Đó đều là nhờ có mỗi nhường nhịn. Tỷ tỷ à, mỗi mỗi còn phải qua đó thử qua, không làm phiền tỷ nữa, mỗi mỗi cáo từ. Hải Đường, tôi xuống đi. Dạ. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ.
你是怎么做？我làm cái gì vậy？ 嗯？少过个体体你怎么能在皇上面前摔倒呢？别说我的脸。đừng sĩ diện của ta, ngay cả sĩ diện của thái hậu cũng đã bị bà làm mất hết rồi. Nữ nhi biết tội, nữ nhi biết tội, biết tội thì ít gì, cô biết tội thì biết xử. Bà nói cho cô biết, bà đã không thể nhịn nổi rồi. Tiền tài nhà của ta cũng không phải là dùng không hết. Bắt đầu từ hôm nay, cô một ngày không được phong làm phi, vật chất cùng các cha mẹ cô sẽ cắt giảm một nửa.你自己好自为之。嗯，义父，义父，女儿已经尽力了。你怎么责备我都行，千万别为难我弟呢。他们可是我唯一的希望。我不是为难他，我只是在鞭策你。我要让你明白一个道理：你进皇宫的目的，就是要让皇上宠幸你。皇宫内可以养你这个闲人，皇宫外不好，绝不能做这种赔款的事情。皇宫外不好，绝对不能做这种赔款的事情。你给我想清楚了。Cô làm sao vậy? Không có gì. Cô lừa tôi. Cô rõ ràng đang khóc. Tôi không có sao. Cứ mặc tôi đi. Có chuyện gì có thể nói cho tôi biết. Có lẽ tôi không thể giúp được gì cho cô, nhưng cũng tốt hơn cô giấu chuyện đó trong lòng. Lần trước do nhảy múa ngất xỉu, hoàng thượng nổi giận. Nghĩa vụ cắt giảm vật chất cung cấp cho cha mẹ tôi. Sao ông có thể làm như vậy chứ? Tôi bị người khác xem thường cũng đâu có sao. Tôi có đăng một bình cũng được mà. Nhưng cha tôi có bệnh, không thể không trị. Cô hãy khoan nóng vội. Có lẽ Phan đại nhân chỉ là muốn hù dọa cô thôi. Ông sẽ không thực sự làm như vậy đâu. Đều tại tôi ngang ngược bướng bỉnh, không chịu nhập cung. Cha mẹ mới bán đổi gia sản, về quê tránh nạn. Cha tôi mới bị kẻ gian đánh trọng thương. Nhưng bây giờ ngay cả bản lĩnh cho họ sống tốt một chút tôi cũng không làm được. Quả là mình bất hiếu vô dụng mà. Đừng nghĩ nữa. Chị vừa mới khỏe rồi, đừng đứng quá lâu bên ngoài. Ở đây gió rất lớn, mau hãy về Ý Hà Điện nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nào, Xuân Hoa, cô có gì muốn nhờ Tiểu An mua hả? Cũng không phải. Tôi muốn nhờ Tiểu An đem số tiền này đưa đến cho cha mẹ của Thanh Tư. Cha mẹ của Thanh Tư chẳng phải có Phan đại nhân chăm sóc hay sao? Đúng là như vậy đó. Nhưng bây giờ cổ vẫn chưa sắp lọc bằng phi. Phan đại nhân đã uy hiếp phải cắt giảm đồ dùng vật chất của cha mẹ cổ. Có chuyện vậy sao? Tôi muốn đem một chút tiền đưa cho cha mẹ của Thanh Tư. Vậy cũng tốt. Nếu như cô không đủ, tôi có thể góp thêm. Không cần. Lúc đó thì Thiệu lão cha, Thiệu phu nhân dẫn tôi về nhà, chúng không xem tôi là người hầu. Trong lòng tôi đã xem họ là người nhà từ sớm rồi. Bây giờ họ khó khăn, tôi tận chút sức là việc phải làm. Tôi có cần nói một tiếng Thanh Tư không? Đừng làm như vậy mà. Bây giờ cô ấy đã mất hết lòng tin. Nếu để cô biết tôi nhờ tôi giúp đỡ, trong lòng sẽ càng khó chịu hơn đó. Vậy cũng đúng. Thôi được rồi, tôi lấy tiền đưa cho Tiểu An nhé. Nè. Nè.
我真的想不明白通话亭在宫中有什么生财之道，为什么有钱帮这个又帮那个的。你怎么这么讨厌啊，胡言乱语。我这还在这听着担着心呢。对了，是以谁的名义把钱送进来？当然是少女了。我想让少女和少夫人离开的宫中过得很好，也好让他们放心啊。好的，他先走吧。tất cả làm theo tỷ. 那就谢谢你了。cảm ơn cậu. 改天过来谈几句你听当个酬劳。xem như thù lao. 本来啊，帮春花姐的忙是不该要求回报的。可是，一想到春花姐那双臭皮包，还有那好扬琴，我恨不得马上就停。nhưng cầm nữa, tôi rất muốn được nghe ngay bây giờ. 哎，瞧你这张嘴，你也想到的。你有这本事，怎么没去当大太监？当什么大太监？当什么大太监？làm đại thái giám cái gì làm không tốt bị người ta gài bẫy tiểu thái giám có thể giúp phụ nữ tỷ tỷ làm chuyện lập gia chẳng phải tốt hơn sao? Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nói rất đúng. Tôi đi nhé. Ôn Trực, lần trước điều tra rõ ràng chuyện người bỏ bùa trù ếm hoàng thượng, người có công lao to lớn, đa tạ nương nương khen thưởng, đây là bổn phận của nô tài. Nhà đầu đó không biết suy nghĩ, một lòng muốn bay lên cây làm phượng hoàng, kết quả cả mạng cũng mất, không biết đáng hận hay là đáng thương nữa đây. Trong hoàng cung, người thật sự thông minh sẽ không ăn nói bậy bạ, chỉ cần an phận thủ thường là tốt, còn kẻ tự cho mình là thông minh chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nói đến người thông minh, trong hoàng cung này ta tin chắc cũng công công nhận là thứ hai thì sẽ không ai dám nhận thứ nhất. Công đừng quá khen. Ôn Trực, lần này ngươi vạch trần chuyện này, làm những kẻ có ý muốn để được hoàng thượng sủng ái biết điều mà rút lui, bổn cung phải cảm ơn người mới đúng. Đâu tài thẹn không dám nhận, chỉ là kẻ muốn giành làm phi tần bất chấp thủ đoạn vẫn còn rất nhiều. Nhưng đừng có thể yên tâm, hoàng thượng đối với quý phi kiểu gì cũng nghe theo. Đây là việc mà ai cũng biết. Cho dù có lập 100 phi tần, vẫn không hề có sự uy hiếp nào đối với quý phi. Phụ nữ thế nào cũng có ngày phải mất hết thanh xuân mà già cỗi. Bổn cung không có con cái làm sao mà yên tâm. Ôn Trực, sau này chuyện mà bổn cung phải nhờ vào ngươi vẫn còn rất nhiều. Nương nương, chỉ cần người có chuyện cần đến nô tài, Ôn Trực này nhất định tận sức. Nhớ lời hôm nay ngươi nói đó, nô tài không bao giờ dám quên. Thái hậu, chuyện gì mà buồn lòng quá vậy? Cũng không có gì, chẳng phải là vì chuyện hoàng thượng không có người kế gì hay sao? Ngươi nói đi.